câu hỏi tiếp theo thì câu hỏi này cũng dành cho tuổi trẻ và cũng dành cho chúng ta đây là câu hỏi của các em các em chọn các em không biết tìm ai là người bạn thân của mình đôi khi tìm lại nhầm bạn chơi với nhau một thời gian mà chính bạn thân mình lại là người không tốt với mình chính bạn thân của mình mình cho là thân rồi đến cuối cùng người đó lại mang lại cho mình rắc rối nhiều nhất. Thế thì chúng ta phải biết là ai sẽ là người bạn thân của mình, người nào mình có thể chọn làm bạn thân. Trên Yến cũng có cái thói quen còn nhỏ Yến đã biết cách chọn bạn thân rồi. Cái người bạn chia sẻ hết tất cả và cái người bạn này mình biết rằng chỉ chia sẻ phần nào và phần nào không thể chia sẻ. Và cái người bạn này người ta có thể đi mãi với mình không, mình có phải cảnh giác với người ta hay không? Thế thì đây Yến sẽ đưa ra những cái dấu hiệu của những người bạn nào có thể là bạn thân của mình và người nào mình không thể làm bạn thân của mình. Yến vào mấy câu hỏi của Nick tin nhắn Thu Phạm. Con có những người bạn mà con coi rất thân Nhưng cái tốt của con đối xử với các bạn ấy Lại không bộc lộ ra ngoài mà ẩn bên trong Nhận lại con không được sự yêu thương giúp đỡ thật lòng từ những bạn đó cách đây không lâu con biết được những người bạn đó nói xấu con và không muốn chơi với con vì biết được điều đó nên con đã không tin tưởng và con đành phải bỏ những người đã chơi với con làm thế nào để biết được ai là bạn thân của mình hả cô trong cái lúc nào mà mình cần bạn mình nhất là cái lúc mình gian lan hoạn nạn gian nan hoạn nạn thì mới biết bạn có thân hay không còn nếu như mà trong cái lúc mà chúng ta không có gian nan hoạn nạn mà chúng ta chỉ mang đến cho họ những điều lợi ích thôi thì mình chưa thể nói người đó sẽ là bạn thân của mình được nhưng mà chúng ta không chọn được bạn thân ngay từ lúc chúng ta không hoạn nạn thì làm sao mà chúng ta đến lúc hoạn nạn có bạn thân nên chúng ta vẫn phải chọn bạn thân từ lúc chúng ta không hoạn nạn thế thì dấu hiệu của người bạn thân là người thế nào đầu tiên là cái người bạn này không đi nói xấu người khác bởi vì nói xấu là tính của người ta cho nên người ta nói xấu người khác được người ta có nói xấu mình được không có chứ? Cho nên đầu tiên, những người bạn nào mà đi nói xấu người khác với mình mình loại ngay trong cái vấn đề thân cận. Đừng kể nhiều chuyện với người ta, có ngày người ta mang chuyện của mình đi người ta bôi xấu nhá. Không thể chọn những người đi nói xấu mình thành bạn thân được. Không thể tin tưởng được. Đầu tiên là thấy người nào hay đi nói xấu, nói sau lưng Đấy, ví dụ như mình cũng thấy người bạn này chơi với người kia xong đến kể những cái người của người ta xong đến với mình xong rồi chỉ trích xong là đủ thứ mình không chơi với cái người như vậy đấy mà người ta cũng tâm sự đấy tôi chơi với cái chị bạn đấy nhưng chị ý có hai cái tính như thế làm cho tôi rất là buồn phiền bây giờ tôi không biết nghĩ cách nào mà có thể làm cho chị ý tốt lên thì cái người đấy mình chơi tại vì người ta luôn muốn muốn cho cái người mà chơi cùng với mình tốt lên thì cái người đấy mình sẽ tin tưởng được. Nhưng mà khi thấy nói xấu đằng sau lưng để mà hủy hoại người kia, mình loại ngay cái người bạn này, đừng có mà cái gì cũng kể ra là mình chết. Rồi có lúc mình bị bán đứng bất cứ lúc nào. Đúng không? Đấy chúng ta là những người có tuổi chúng ta biết điều này rồi. Những người nói xấu người khác, nói xấu đằng sau lưng và có ý mà hại người khác nói với mình đừng nhận người đó làm bạn thân. Thứ nữa là người thường có những cái âm mưu bàn tính để hại người ta mà nói chuyện cho mình nghe. Mình biết rằng người này mình chỉ nghe thôi. Và mình giúp người ta bảo người ta thôi đừng có hại như thế. Tức là người ta có thể nương tựa vào mình chứ mình không thể nương tựa vào người ta được. Đấy, cái người mà nhiều tính toán âm mưu hại người khác. Đấy, thì cũng không phải là chỗ dựa cho mình mình chỉ có thể là chỗ dựa cho người ta tức là mình chỉ có thể giúp người ta mà đừng nghĩ đến chuyện mình sẽ lương nhờ vào người ta người ta giúp mình bất cứ lúc nào thế là dấu hiệu thứ hai dấu hiệu thứ ba là khi họ hoạn nạn mình giúp họ và họ tốt với mình đừng nghĩ rằng họ sẽ là người thân của mình bởi vì lúc này không có gì để đo tại vì mình đang giúp họ thì họ tốt với mình đấy chứ đấy và trong cái quá trình họ tốt với mình thì mình phải xem cách cư xử của họ với người khác với cái người hại họ đấy họ thực sự là muốn thù ghét muốn trả thù cái người mà họ bị hại kia không sau khi mình khuyên bảo họ họ không rời được cái tâm thù hận này mình biết rằng người này không thể làm bạn thân với mình được đấy vì người ta cứ nuôi lớn cái tâm thù hận và ác hại đến bao giờ thỏa mãn với thôi, trong cuộc đời này mình không thể nào để cho người ta thỏa mãn được, cho nên đến lúc người ta cũng sẽ như vậy đối với mình. Đấy, nuôi cái tâm thù hận, ác hại trả thù, mình không thể nào chọn người đó là bạn thân được. Đấy, không thể. Đấy là từ cái phía bên ngoài là mình không thể chọn là bạn thân, thích còn lại thì mình có thể tạo ra bạn thân cho mình hay không tức là mình có thể tạo ra những người xung quanh để trở thành bạn thân của mình hay không thì có cách để mình tạo ra mình có rất nhiều người thân đối với mình thì cái yếu tố đầu tiên là cái yếu tố không đi nói xấu người khác không nói xấu đằng sau lưng tuyệt đối mình không nói xấu cái thứ hai nữa mình Nói lời nói của mình thì giữ có uy tín, đừng có lúc này thì nói thế này, lúc khác thì nói thế khác thì người khác sẽ không tin tưởng mình. Đấy. Không tin tưởng mình thì mình sẽ không có bạn thân. Đúng không? Mình không thể có bạn thân được. Cho nên mình nói lời nói, đã nói thì phải giữ được lời hứa. Những gì mình đã hứa mình phải làm cho bằng được thì người ta sẽ tin tưởng mình, người ta sẽ thân cận mình, Đấy. Và cái thứ ba nữa, khi tâm người ta khởi những niệm bất thiện, mình phải giúp đỡ cho người ta xoay chuyển khiến cho người ta có thiện tâm. Như vậy mình sẽ tạo ra rất nhiều người thân với mình. Đấy. Bởi vì điều thứ nhất là điều mình không đi nói xấu ai đằng sau lưng cái đó không mang tính chất của tiền bạc và giả dối không giả dối được. Đấy. Cái ý nữa là giữ đúng lời hứa cũng không giả dối được cho nên mình không sợ người ta giả dối đối với mình. Đấy, cái thứ ba là nếu như người ta có những suy nghĩ bất thiện, những cái việc làm tiêu cực thì mình khuyên bảo họ để cho họ có những lời nói tích cực, kết duyên với người ta như thế không có nhân duyên nào người ta hại mình được. Cho nên người ta sẽ trở thành người thân của mình. Mình chỉ tiếp nhận cho đi và nhận về những điều đó. Chứ mình đừng đến là tôi chơi với bạn vì bạn tôi sẽ có lợi về tiền thì mình sẽ chết. Cho nên mình không vì tiền mà tìm bạn thân. Đấy, không vì một cái lợi gì mà mình tìm bạn thân mà mình tìm bạn thân ở nơi chia sẻ thì mình có rất nhiều bạn thân. Và những người bạn thân này thì họ đã hưởng lợi ích từ mình cho nên những lúc mình khó khăn, những lúc mình gian khổ thì cái mà họ đến với mình là tâm chân thành và chân thật. Không lo gì họ giả dối bởi vì mình không mang tính chất giả dối đến với người khác. Thấy nhá, thì đấy là cái yếu tố mà mình chọn bạn thân và mình muốn mình có nhiều người thân cận với mình. Bạn thân rồi, rồi lại nhiều người thân cận với mình. Không ác hại mình Đấy, không đủ sức để ác hại mình, thế thì mình phải chọn như thế, cho nên là ai cũng thế ở trong cuộc đời này. thực sự là người bạn thân rất là quý cái lúc trước ấy, từ khi mà yến còn bé yến cũng khao khát được thế này này, mình khao khát được với một ai đó mình sẽ nói được hết ra, mình không có cái gì phải giấu ở trong lòng mình thì đối với cha mẹ mình mình cũng không được thỏa mãn bởi vì đôi khi những cái ý của mình nói ra cha mẹ mình áp đặt theo ý của cha mẹ mình mà không chia sẻ với mình không làm cho mình được tâm phục khẩu phục mà áp đặt đấy đối với cha mẹ mình cũng như thế cho nên mình rút kinh nghiệm mình không như thế đối với con mình đấy, mình sẽ là bạn thân của con mình sẽ để cho nó nói hết ra rồi mình tự hướng rồi tự nó quyết định khi mình chia sẻ bằng hết Thì cái mà mình vạch ra cho nó Rồi đến lúc khác nếu nó quyết định sai lầm Thì nó sẽ quay lại Mình vẫn là người bạn thân của, của con mình Khi mình có những người bạn xung quanh Mình cũng thấy mình không thể nói hết được Yến thấy mình không thỏa đáng Không thể nói hết với bạn mình được Bởi vì những điều mình nói ra với bạn mình Một thời gian sau đã thấy người khác biết tức là người bạn của mình đã mang cái điều của mình đi nói với người khác không chọn được mình chỉ có thể tương đối thôi tương đối làm sao người ta không hại mình thôi đấy tức là sống với nhau nó được yên bình một chút thôi không hại nhau vì mình cũng không chia sẻ cái gì hết của mình ra đấy mình cảm thấy người này tiếp nhận được phần chia sẻ này thì mình chia sẻ thế này mình cảm thấy người kia tiếp nhận được thì mình chia sẻ như thế còn để cho có một người mà mình có thể chia sẻ được hết ra đó là cái khao khát của yến yến không biết mọi người thế nào nhưng mà quả thật là yến rất khao khát có được cái người mà mình có thể nói hết ra dù một cái ý nhỏ của mình mình cũng được nói ra hết tất cả đấy và được chia sẻ thế thì Tới khi mà lấy chồng thì lại càng thấy không nói được. Phải lựa mà, không thể nào nói được. Những cái gì chung thì bản chung, còn những cái gì trong tâm tư của mình, mình không nói ra hết được. Lúc bây giờ Yến có bạch với Thầy đấy. Tại vì hồi xưa Thầy còn ít Phật tử. Cho nên là khi mà Yến làm đạo tràng để tu tập, thì có nhiều chuyện và trong cái quá trình tu tập của mình có nhiều cái phải tham vấn từ Thầy. Cho nên Yến cũng nói nên mong mỏi của Yến là con bạch Thầy con chỉ mong sao có một ai đó mà có thể nghe hết những cái gì của con, những thắc mắc gì ở trong tâm của con, con có thể nói hết và con được tháo gỡ hết toàn bộ. Thì lúc bây giờ Thầy bảo là con có thể nói hết với Thầy. Thế cho nên khi được nói với Thầy hết những cái gì mà mình vướng mắc cái gì mà mình suy nghĩ, mình thấy trong cuộc đời này mình không giấu bất cứ một cái gì rất hạnh phúc. Cho nên đến lúc yến với đại chúng, yến mới nói với đại chúng thế này, hãy nói hết với yến, không phải giấu bất cứ một cái gì bởi vì yến là người cảm nhận được cái hạnh phúc khi được nói hết. Nói hết ra và tiếp nhận cái sự chỉnh sửa từ phía người nghe. Đấy, rất hạnh phúc không phải gian dối bất cứ một cái gì, tức là mình cảm thấy mình sống, mình cảm thấy thoải mái, không bị gian dối, không bị khuất tất, không bị cái gì dằn vặt, tức là cái gì dù lỗi lầm nhỏ vô tình, mình cũng có thể nói được ra. đấy, rồi cho đến lúc khi mình tu tập đẻ rồi không bị những lỗi lầm nữa chứ thì mình nói được ra, mình thật tâm được ra. Cho nên cái pháp sám hối trong đạo Phật là pháp vô cùng quý giá. Bởi vì mình nói được hết ra cái gì là của mình. Mình không còn ôm chấp nữa. Đấy là cái khao khát của Yến. Còn Yến không biết được mọi người thì thế nào. Yến thành lập ra ban này là ban điều hành, ban này là ban thông tin, ban này là ban ẩm thực để các bạn có đồng sự ở trong đó cùng nhau các bạn có thể nói hết ra được cái tâm của mình trong công việc thôi chưa nói gì đến tâm tư trong công việc được nói hết ra cái điều đó các bạn đã hưởng được cái sự an lành hạnh phúc rồi trong một cái ban ẩm thực chẳng hạn trong cái cung cách làm ăn sau mỗi một việc ta được nói hết ra đáng nhẽ phải rút kinh nghiệm cái này mà không ngại gì ai cả trong tất cả đều bình đẳng như thế rất vui rất hạnh phúc sống với nhau mình có thể thân cận và chia sẻ rất nhiều việc Đấy, thì yến cũng mong tất cả các trưởng ban làm sao mà phải lấy cái người của mình là cái chỗ thân cận muốn thân cận thì phải bình đẳng nhé đừng có áp đặt áp chế người khác bắt nạt người khác mà bình đẳng anh nghe tôi tôi nghe anh bạn nghe tôi tôi nghe bạn chia sẻ tháo gỡ hết chúng ta thật sự có những giây phút thật là an ổn ở trong tâm không còn một chút khuất lấp rất vui hay cũng mong đại chúng chúng ta có được nhiều người bạn thân